khi chúng ta bị mắc bệnh tiểu đường. Thường của anh chị mình nghĩ là bệnh ung thư là nó sẽ quan trọng hơn, nhưng thực chất ra bệnh tiểu đường này, nếu của anh chị mình không trị để cho nó nặng thì nó sẽ gây biến chứng về tim mạch, về gan, về thận. Nó có thể suy gan, suy thận, hư thận. Về tim mạch thì nó sẽ bị gọi là sơ cứng động mạch, hoặc là sơ vỡ động mạch, hoặc là nó bị hở van tim. Đó, cái bệnh tiểu đường nó gây ra những cái bệnh vậy đó của anh chị. Cho nên bệnh tiểu đường của anh chị mình đôi khi chúng ta không được xem nhẹ nó. Xin chào các bác anh chị, Văn Hải Vlog xin chào các bác anh chị. Thì hôm nay chúng ta không soi rọi nữa. Hôm nào rảnh rảnh thì hãy sẽ soi rọi những cái mà mình thấy nó cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng hôm nay chúng ta không soi rọi nữa. Hãy sẽ mang đến cho các bác anh chị mình là một cái loại cây mà nó có thể giúp đỡ cho chúng ta về trị được cái căn bệnh tiểu đường. Căn bệnh gầu, gầu mà tảng tảng luôn của bác anh chị mình ha. Về tiểu đường thì nó sẽ trị được cái căn bệnh, ví dụ tiểu đường mà nó tiếp 1, tiếp 2. Ngoài ra thì nó sẽ giúp chúng ta mát mẻ cơ thể, lợi tiểu và trị được cái căn bệnh ví dụ như táo bón, nóng trong người. Đó, thường các anh chị mình thường hay nóng trong người thì chúng ta thường hay đi tìm những cái loại cây ở trong gọi là như ví dụ như cây lồng đèn, gọi là cây chùm bao đó, thì chúng ta uống cho nó mát. Nhưng cái chùm bao này không phải đâu cũng có, nhưng mà cái loại dược liệu mà Hải sắp chia sẻ với các anh chị mình á thì theo mình biết á, nếu không có thì chúng ta đem về nhà trồng, nó rất là tốt trong cái việc mà dùng để làm thực phẩm luôn. Đó là loại cây gì mà nó lại hay như vậy, mà tại sao các anh chị mình chưa hình dung ra ta? Đây nè các anh chị. Thì đây là cái cây dứa nếp mà chúng ta thường xuyên chúng ta sử dụng nó để chúng ta làm mùi thơm cho nếp nè. Nếu chúng ta nấu cơm nếp mà chúng ta bỏ cái cây dứa nếp này lên cái nồi cơm chúng ta, bỏ vào trong nồi cơm chúng ta, thì nó sẽ tăng thêm cái mùi vị của cái nồi cơm nếp chúng ta. Và nếu như chúng ta muốn tạo màu cho nếp, cho xôi, thì các anh chị có thể là xay ra và dắt lấy nước, cái nước của nó màu xanh, thì nó sẽ tạo ra cái màu xanh cho nếp chúng ta rất là tốt luôn. Đó, nó gọi là tạo màu. Song song với những cái cái công dụng mà để chúng ta có thể là làm thực phẩm, nấu nước uống, thì các anh chị có thể là áp dụng cái cây dứa nếp này để chúng ta có thể trị được những căn bệnh ví dụ như tiểu đường tiếp 1, tiếp 2, hoặc là chúng ta có thể trị được cái bệnh gầu, hoặc là chúng ta có thể uống nó để mát cơ thể. Và sau đây là những bài thuốc mà Hải muốn chia sẻ cho các anh chị mình. Đó là cái bài thuốc trị gầu là đầu tiên. Thì để có cái bài thuốc từ cái cây dứa nếp này mà trị gầu thì rất đơn giản. Gầu tảng tảng luôn của anh chị mình ha. Và nó chi mà trị bằng cây dứa nếp này thì nó sẽ an toàn nhất có thể cho các anh chị mình. Nó không có gây cái gì hết á, kích ứng cái gì hết á. Miễn là chúng ta sử dụng điều đặn là nó sẽ hết thôi. Đó, các anh chị lấy cho Hải là 10 lá dứa nếp. Nếu như cái lá lớn thì các anh chị lấy 7-8 lá, còn nếu lá nhỏ thì các anh chị lấy hơn cái số lượng 10 lá. Ở đây là lá nhỏ nè, cái cây này là nó nhỏ, có những cây nó rất là lớn, các anh chị lấy 7-8 lá thôi. Ở đây Hải chia sẻ 10 lá là 10 lá trung bình. Sau khi chúng ta đã có 10 lá dứa nếp tươi như thế này, các anh chị ngâm vào nước muối loãng, rửa qua nước sạch để rau. Và ở trong kênh Hải cũng có một cái video là cái vi khuẩn á, mà sau khi chúng ta cái vi sinh vật á, vi trùng, vi khuẩn rồi đó, mà chúng ta nhỏ nước muối vào thì nó sẽ như thế nào, nó sẽ chết liền tích tắc. Đó, như vậy thì chúng ta phải ngâm vào nước muối loãng, rửa qua nước sạch để ráo ha. Các anh chị giã nhuyễn ra hoặc xay nhuyễn ra, vắt lên nước cốt. Nếu chúng ta nước cốt ít quá thì trước khi chúng ta vắt thì chúng ta đổ thêm cho Hải một cái ly nước, hoặc là một chén nước. Một cái chén nước ha. Cái chén nước đó gọi là chén ăn cơm á, người Bắc gọi là cái bát. Đó, đổ vào cái lá này chúng ta đã giã nhuyễn và chúng ta vắt lấy nước ha. Vắt lấy nước xong bỏ bã đi. Và các anh chị để cái tóc khô ha, để cái đầu khô, da đầu mình chúng ta khô đàng hoàng, thì chúng ta lấy cái nước này, cái nước mà chúng ta mới vắt ra đó từ cái cây dứa nếp này, các anh chị thoa lên da đầu, thoa đều lên da đầu, để một tiếng đồng hồ sau các anh chị thoa lần thứ hai, cứ để như vậy và chúng ta thoa lên lần thứ hai. Sau khi chúng ta đã thoa đều lần thứ hai rồi, nửa tiếng đồng hồ sau các anh chị lấy nước sạch gọi cho sạch lại và lau khô. Đó, nhớ là gọi nước sạch lại ha các anh chị mình ha, và lau khô. Đó, kế tiếp thì mỗi ngày của anh chị có thể làm một lần vậy, một lần là hai lần thoa. Của anh chị sử dụng cho Hải liên tục từ 3 đến 7 ngày, tùy theo mức độ nặng nhẹ của bệnh chúng ta, mà chúng ta có thể giải quyết được cái vấn đề gầu một cách rất đơn giản, rất là đông y cho của anh chị mình từ cái cây dứa nếp này. Đó. Và kế tiếp thì Hải sẽ chia sẻ cho anh chị mình cái cách để chúng ta có thể sử dụng dứa nếp này mà chúng ta uống để nó mát cơ thể, lợi tiểu, trị táo bón,
cho chúng ta, nó mát cơ thể. Cô anh chị lấy cho Hải là 20 lá dứa nếp tươi, 20 lá dứa nếp tươi ha. Sau khi chúng ta đã có 20 lá dứa nếp tươi rồi, cô anh chị ngâm vào nước muối loãng, rửa qua nước sạch để ráo. Cô anh chị lấy ra cho Hải 10 lá ha, 10 lá giã nhuyễn. Cô anh chị giã nhuyễn ha, và vắt lấy nước, bỏ bã. 10 lá còn lại cô anh chị cắt khúc ra cho Hải đó. Và cô anh chị bỏ vào một cái nồi ha, bỏ một cái nồi. Sau khi bỏ vào một cái nồi rồi, sau khi bỏ vào nồi rồi, cô anh chị đổ cho Hải là 3 chén nước ha, 3 chén. Và cô anh chị nấu sôi lên cho Hải. Sau khi sôi, sau khi nó sôi rồi thì cô anh chị bỏ cái nước mà chúng ta mới vắt ra từ cái lá này đó, bỏ vào đó luôn. Và cô anh chị bỏ một ít đường phèn hoặc đường cát mình cũng được, có đường phèn càng tốt. Người ta nói ngọt như đường cát mà mát như đường phèn. Nếu chú bán chỉ có đường phèn thì càng tốt, bởi vì chúng ta đang trị căn bệnh nóng cơ thể ha. Bỏ một ít đường phèn vào, nếu cái liều lượng chính xác là 30 gram đường phèn bỏ vào đó. Cô bán chị nấu sôi lên cho Hải thêm 2 đến 3 phút nữa, tắt bếp. Khi nó nguội rồi, cô bán chị lọc lấy nước và bỏ cái bã đi. Và cô bán chị bỏ một cái chai, cái bình gì đó, cô bán chị sử dụng giặt. Cách sử dụng rất đơn giản, giống như chúng ta làm dùng nước giải khát vậy đó. Nếu chúng ta uống không thì cô bán chị lấy cho Hải một cái ly nhỏ như thế này. Đó, và như thế này, và bà cao như thế này, mỗi lần sử dụng một ly như vậy ha, từ 30 đến 50 ml. Còn nếu như chúng ta thích uống nó với lại nước đá thì các anh chị có thể đập đá đổ vào và chúng ta uống, bởi vì chúng ta đã có đường phèn hoặc đường cát rồi thì nó ngọt. Cái mùi thơm của cái lá dứa này, nếu các anh chị mình sử dụng nó quen rồi, chúng ta sẽ ghiền liền. Như vậy thì nó sẽ giúp đỡ chúng ta như thế nào? Mỗi ngày các anh chị có thể sử dụng 1 đến 2 lần như vậy thì nó sẽ giúp chúng ta mát cơ thể, lợi tiểu, trị táo bón rất tốt luôn. Và cái tiếp đây là cái bài thuốc quan trọng ở trong cái video hôm nay, đó là bài thuốc trị tiểu đường tiếp 1, tiếp 2. Khi chúng ta bị mắc bệnh tiểu đường, thường của anh chị mình nghĩ là bệnh ung thư là nó sẽ quan trọng hơn, nhưng thực chất ra bệnh tiểu đường này nếu của anh chị mình không trị để cho nó nặng thì nó sẽ gây biến chứng về tim mạch, về gan, về thận. Nó có thể suy gan, suy thận, hư thận. Về tim mạch thì nó sẽ bị gọi là xơ cứng động mạch, hoặc là nó xơ vỡ động mạch, hoặc là nó bị hở van tim. Đó, cái bệnh tiểu đường nó gây ra những cái bệnh vậy đó của anh chị. Cho nên bệnh tiểu đường của anh chị mình đôi khi chúng ta không được xem nhẹ nó, mà chúng ta phải trị. Nếu có bệnh thì phải trị. Đó, của anh chị mình ha. Của anh chị lấy cái lá về, cái lá của cây dứa nếp này về, lấy cái lá. Và của anh chị lấy lá tươi về và ngâm vào nước muối loãng, rửa qua nước sạch để ráo. Và của anh chị phơi trong bóng râm, phơi ở ngoài nắng. Nó khác với phơi trong bóng râm. Nếu cái lá này mà của anh chị phơi ngoài nắng thì nó sẽ mất đi cái diệp lục màu xanh của nó và nó sẽ thành màu vàng. Như vậy thì nó sẽ giảm rất nhiều cái tác dụng của cái lá thuốc. Như vậy của anh chị phơi trong bóng râm có nghĩa là phơi ở trong bóng mát, cặp cái mí nắng thôi, đừng có phơi trực tiếp ngoài nắng. Phơi cặp mí nắng để cho cái hơi gió hơi nóng nó khô từ từ. Sau khi chúng ta phơi trong bóng râm thì nó còn giữ lại cái màu xanh. Như vậy thì chúng ta đã dùng trị bệnh tốt nhất. Mỗi lần sử dụng sau khi chúng ta đã phơi trong bóng râm khô rồi, của anh chị là lấy cho Hải là 10 lá dứa đã phơi trong bóng râm. Ở đây Hải chia sẻ cái lá vừa, nếu lá lớn thì của anh chị lấy ít lại, lá nhỏ thì của anh chị lấy nhiều hơn. Ở đây là lấy 10 lá vừa. Của anh chị bỏ vào một cái nồi và đổ cho Hải là 2,5 lít nước. 2,5 lít nước là 2,5 lít nước. Đổ vào đó, của anh chị nấu sôi lên. Sau khi sôi, của anh chị để cho nó cạn còn 2 lít nước. Đó, 2 lít nước. Và của anh chị chia làm nhiều lần uống trong ngày cho Hải. Riêng cái bài thuốc này nó không phải chỉ là trị tiểu đường không, nó sẽ giúp chúng ta bình ổn đường huyết. Có những bài thuốc á, ví dụ từ lá điều, các anh chị mình uống nhiều quá nó sẽ tụt đường ở dưới mức trung bình. Ví dụ như trừ lá xài, lá bơ cũng như vậy, nó không có bình ổn được. Ví dụ như cái cây hoàng ngọc mà chúng ta, cái củ của cây hoàng ngọc từ 7 năm trở lên á, chúng ta sử dụng để trị cao huyết áp, thì rất nhiều cái cây thuốc trước, cái thuốc khác nó trị cao huyết áp, nó sẽ đôi khi chúng ta dùng quá thì nó sẽ tụt xuống mức trung bình là còn 11, 10 gì đó. Còn riêng cái củ, cái hoàng ngọc á, cây hoàng ngọc của anh chị mình cũng biết ha, cây hoàng ngọc và trà hoàng ngọc rồi đó. À, của anh chị sử dụng cái củ mà trên 7 năm trở lên thì nó sẽ giúp chúng ta bình ổn huyết áp, chứ không có hạ xuống thấp quá, nó bình ổn lại. Đó, huyết áp chúng ta bình ổn bình thường. Đó, cái cây này cũng vậy, nó trị tiểu đường có nghĩa nó bình ổn đường huyết, nó không có hạ thấp xuống quá. Như vậy thì sau khi chúng ta đã trị được bình ổn huyết áp lại rồi thì của anh chị mình sử dụng cái lá của cái cây dưa nếp này, lá tươi cũng được, chúng ta sử dụng để chúng ta nấu nước chúng ta uống. Ví dụ chúng ta đổ 2 đến 3 lít nước vào một cái ấm hoặc cái nồi. Cô anh chị sử dụng cho Hải là từ 3 đến 5 lá dứa nếp tươi như thế này. Cô anh chị nấu sôi lên
và sôi lên 2-3 phút sau tắt bếp, và cái nước đó chúng ta sử dụng uống hàng ngày, thì như vậy thì nó sẽ giúp chúng ta mát cơ thể nè, trị tế bón, lợi tiểu, ngoài ra nó còn bình ổn đường huyết chúng ta rất là tốt luôn. Vì vậy cho nên sau cái video này, nếu các anh chị mình yêu thích cái cây này thì chúng ta nên đem về nhà trồng ở sau giàn nước chúng ta. Hoặc là các anh chị mình có thể không có đất, giống như chúng ta ở thành phố thì nó không có đất, không, các anh chị có thể trồng trong chậu, trồng trong chậu thôi các anh chị mình ha. Như vậy thì chúng ta đã có một cái bài thuốc để giữ trữ phòng ngừa cho những cái bệnh ví dụ nóng trong người, tiểu đường hoặc là bệnh gầu. Ngoài ra nó còn trị được cái bệnh phong thấp, mình sẽ chia sẻ luôn cho các anh chị mình cái trị về bệnh phong thấp, thấp khớp. Các anh chị lấy cho Hải một cái chén dầu dừa nhỏ thôi, nấu sôi lên 3-4 lá, 3-4 lá tươi như thế này, lá vừa là 3-4 lá ha, nhỏ thì 5-6 lá đó, còn lớn nữa thì 2-3 lá. Ngâm một đúng cái loãng, rửa sạch một nước sạch để ráo, và các anh chị sắc nhuyễn ra đó, để đó. Sau khi cái dầu dừa chúng ta nó sôi rồi thì các anh chị bỏ cái lá dứa đã sắc nhuyễn vào cái dầu dừa và nấu thêm 2-3 phút nữa. Và các anh chị bỏ cái dung dịch đó vào một cái keo, một cái hũ gì đó để chúng ta sử dụng dần sau khi nó nguội. Cái sử dụng rất đơn giản, các anh chị lấy cái dầu dừa thoa lên cái dầu dừa mà có cái lá nếp này, cái lá dưa nếp này, thoa vào cái chỗ đau của chúng ta. Mỗi ngày các bác chị có thể thoa từ 2-3 lần, mỗi lần cách nhau nói chung 2-3 lần. Sau khi chúng ta thoa 3-30 phút đến 1 tiếng đồng hồ, chúng ta nói chung là từ 1 tiếng đồng hồ là chúng ta lấy cái khăn ta lau khô đi, bởi dầu dừa nó không có khô được đâu, nó lại dầu đó, lau cho nó khô lại. Mỗi ngày chúng ta có thể làm từ 2-3 lần, như vậy nó cũng có thể giúp chúng ta cải thiện vấn đề là trị phong thấp, thấp khớp, cái chỗ đau chúng ta rất là tốt cũng từ cái dưới nếp này đó. Rồi thì cuối video hãy cảm ơn của bác chị mình và chúc của bác chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Bây giờ đến đây hãy xin được kết thúc, bye bye của bác chị mình nha.